Tiếp đón thể công Viettel trên sân nhà Thống Nhất tối 15 tháng 9, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bị đối phương cầm hòa không bàn thắng. Có một điểm trong ngày ra quân V-League 2024-2025. Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương có lực lượng mạnh nhất khi chạm trán thể công Viettel ở vòng 1 V-League 2024-2025. Với lợi thế sân nhà, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá nhỉnh hơn đối phương. Nhưng mặt sân trơn trượt, vì cơn mưa trước trận đấu khiến thầy trò ông Phương không thể triển khai đấu pháp chiến thuật nhuần nhuyễn. Những tân binh vẫn chưa thể làm quen với lối chơi chung của toàn đội. Cũng là nguyên nhân khiến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và thể công Viettel không dám mạo hiểm dâng cao đội hình tấn công, hài lòng với một kết quả hòa. Biết đối phương như thế nào và chúng tôi chiến đấu sẽ khai thác sử dụng. Điều đặc biệt trong mùa giải năm nay thì Va sẽ phổ biến và cuộc sống hầu như tất cả các hàng sân bóng, đặc biệt trong khu vực phía Nam, thì khi có Va đem tìm lại sự công bằng cho trận đấu, và đó là một cái khó khăn cho các cầu thủ, không phải chúng tôi, tất cả các đội bóng, các cầu thủ phải ý thức hơn về các tình huống trên sân, và tôi nghĩ Va sẽ đem công bằng cho tất cả các trận đấu trong mùa giải năm nay. Tôi nghĩ thì tất cả các cầu thủ, các đội bóng trong mùa giải vừa qua đều thi đấu có thả bài trong trận đấu có ba, và các cầu thủ chúng tôi cũng phải quán triệt và thích nghi với cái ba.